nóng lên thì làm nó phải rất nhanh. Em ở nhà em hay làm cho bệnh nhân là lưới hồng gạch lên xong bắt đầu lấy nắng nắng lại tròn đâu khỏi đấy Đúng nghe rồi, nhưng mà bây giờ thì ai nước còn cạn cũng nhiều công nghệ ai cũng bằng cạn tấu việt nó có phí của đâu ngoài rất tấu không có thì đừng có nước gạch thì nó bảo bảo việt bệnh rất nhân nhanh. sao ngài cứu cho một tí muối vào trong gói vào khăn trong trường có thế hơn không Chào đấy, sao ngài cứu nóng cho muối vào, có một chú muối vào bởi vì muối nó mặn nó vào thận, và thận thì nó ở lưng ấy. Đấy, xong rồi gói vào khăn trong trường. Có cái đèn thần phổ của Trung Quốc bây giờ là có 2 triệu thôi, chiếu một tí là nó nóng ngay. Hoặc cái chăn điện của Hàn Quốc ấy, đắp một tí là nó nóng ngay, không cần phải ra phiền hà gì cả, nó chỉ có 30V thôi, không tốn điện đâu, một tí thôi. Nhà tôi có đầy đủ, có cả chăn điện, có cả đèn thần phổ nha.